Hello, xin chào các bác. Hôm nay thì anh em chúng tôi đang đi mua thịt trâu để về làm món thịt trâu các bếp. Và để chọn được thịt trâu ngon thì các bạn nên nhớ là để làm thịt trâu các bếp chúng ta sẽ chọn phần thịt mông hoặc là thịt thăn của con trâu. Đây là miếng thịt thăn, nó phải dọc sờ như thế này thì chúng ta mới làm được món thịt trâu các bếp, mà khi ra thành phẩm thì mới xé được.